Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Học Trần Phú. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thêm camera sử dụng bằng năng lượng mặt trời này vào cái app iCam của đó. Thì và bây giờ thì trước khi chúng ta để thêm được cái camera này vào app thì chúng ta cần phải xác định là ở khu vực đó có sóng wifi hay không. Nếu mà có sóng wifi thì chúng ta có chiếc cam này nó có thể bắt được sóng wifi, không cần phải sử dụng tới sim 4G. Còn nếu như không có sóng wifi thì chúng ta cần phải sử dụng một cái chiếc sim 4G để chúng ta gắn vào cho cái camera này. Sau khi chúng ta gắn sim và thẻ nhớ vào cho camera ở vị trí này thì chúng ta sẽ tiến hành bật nút on là mở nguồn cho cái camera của chúng ta lên. Khi chúng ta mở nguồn thì chúng ta sẽ đợi cam nó khởi động và chúng ta sẽ vào điện thoại. Là trên điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng với hệ điều hành iOS thì chúng ta vào App Store, còn với hệ điều hành Android thì chúng ta vào CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng iCam này. Thì các bạn vào App Store, đấy mình đang hướng dẫn các bạn trên iPhone nhé các bạn. Các bạn vào mục tìm kiếm và các bạn gõ là chữ Y đó, iCam. Thì các bạn sẽ thấy có cái app đó là iCam cộng, các bạn kích vào đó. Nếu như các bạn chưa có thì các bạn nó sẽ hiện cho các bạn chữ cài đặt, còn ấy ở đây mình đã cài sẵn để cho nó nhanh thì mình đã cài sẵn ở đây rồi, các bạn chỉ nhấn mở. Sau khi các bạn nhấn mở lên thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập. Nếu các bạn có sẵn tài khoản như của mình đã tạo tài khoản sẵn rồi thì mình chỉ nhấn đăng nhập. Còn nếu các bạn chưa có thì các bạn nhấn vào mục tạo tài khoản ở dưới này và sau đó các bạn chọn ở đây là Việt Nam. Nếu mà chưa phải là Việt Nam thì các bạn chọn là kích vào chỗ đây và các bạn chọn là Việt Nam. Và sau đó các bạn tạo tài khoản này thì thường muốn nhanh thì các bạn phải tạo bằng một cái email nhé các bạn. Chúng ta chỉ nhập email và tạo mật khẩu thôi, chứ nó không cần phải xác thực cái gì cả. Thì ở đây mình có thể tạo bằng mail đó là Tin Học. Chúng ta phải kích vào đây, tức là chúng ta đã đồng ý với tất cả các điều kiện .com này các bạn. Rồi ok. Đây do mình chế độ máy của mình. Rồi .com và các bạn nhấn vào tạo tài khoản. Rồi lúc này máy sẽ tự động đó. Tới bước này thì các bạn chỉ việc nhập mật khẩu này, nhập và xác nhập lại mật khẩu và nhập cái code này. In code này thì các bạn nhìn vào chữ bên mã bên này, đó là và các bạn nhập giống bên đó được, giống cái QR viết hoa. Đó. Rồi chữ B viết thường, chữ D viết thường thì sau đó các bạn nhấn vào đây là các bạn tạo được tài khoản nhé các bạn. Sau khi các bạn tạo tài khoản giống như ở mình đã tạo xong rồi á thì các bạn chỉ nhấn đăng nhập. Nhấn vào đăng nhập và ở đây thì mình đã có sẵn một con cam ở trước đó rồi. Ở đây bây giờ mình sẽ add thêm thì các bạn có thể kích vào dấu cộng ở phía trên hoặc là dấu cộng ở phía dưới add device. Ở đây thì chúng ta sẽ là có ba cái lựa chọn cho chúng ta. Set up là tức là cài đặt cho con cam này với wifi đấy. Còn ở chúng ta ở đây đang dùng sim 4G thì mình sẽ chọn là set up 4G device. Và sau đó các bạn chọn là next và chúng ta sẽ quét cái QR ở dưới này nhé các bạn. QR nằm ở dưới cái đế con cam đó. Và tới đây thì các bạn thấy chưa, nó sẽ chọn cho chúng ta là chúng ta chọn tên là như thế nào đó, đặt tên cho nó này. Mình đặt ở đây là công trình 2 đi. Mình con cam này tí nữa mình sẽ đi gắn cho công trình đó, công trình 2. Và sau đó các bạn nhấn finish thì lúc này sẽ thành công nhé các bạn. Ok đó, công trình 2 đã được thêm vào này các bạn đó, các bạn thấy chưa. Vậy là chúng ta đã thêm xong nhé các bạn. Ở trên này thì nó sẽ có các cái chức năng như thế này. Ở đây này các bạn thấy này, tín hiệu của sóng 4G, ở đây là thời lượng pin đang là bao nhiêu phần trăm pin đấy đó. Rồi ở đây thì phía dưới này thì có nút chụp hình, volume, tiếp theo cái mic là để chúng ta đàm thoại hai chiều và quay video lại, hoặc là ở bên hình bên này thì chúng ta có thể là xem hình này. Đó các bạn thấy không, ở đây thì nó là để cloud là đám mây á, với lại hình cái thẻ nhớ, còn ở đây là đàm xoay các bạn thấy hình nhiều đây, rồi là để chúng ta xoay 360 độ. Thì mình sẽ xoay ở bên con công trình 1 này cho các bạn xem cho nó dễ. Đó, thì chúng ta xoay thì chúng ta kích vào đây. Thì chúng ta muốn xoay gì đó thì chúng ta xoay ở đây. Đó, chúng ta kích ở đây đó, sẽ xoay qua bên này cho các bạn. Xoay trái, xoay phải, xoay lên, xoay xuống đấy. Thì ở đây chỉ vậy thôi. Các bạn sử dụng cái đấy chắc các bạn biết hết rồi. Rồi, vậy nó chỉ đơn giản vậy thôi nhé các bạn.
Khi chúng ta thêm vào thì rất là đơn giản như thế này. Và đây là một chiếc camera không dây nha các bạn. Nó chúng ta có thể mang nó đi gắn ở bất cứ nơi đâu được. Và bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video này đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.